Audio Jungle. Hey. Let's go. Bet. Yo, once again I'm back around. Real shit back in style. Haters reconcile. I'm so black and proud. First class tickets now. Feet all in the eye. Everybody looking down. Everybody get red when you drown, huh? Look at me up. I'm putting it down. You picking it up. Checking the models. They want us to go to college just so we can be stuck. Go to school to make a living. Or teach yourself to make a fortune. Common sense. Welcome to the apocalypse. Bitch, I'm one of the horsemen. I don't need your endorsement. I don't need reinforcement. Giving you your last warning. Cause I'm at my prime. Yeah. Chúng ta sẽ tiến hành đi làm lễ ăn hỏi cho cháu Đô để đảm bảo trên đường đi cũng như là đảm bảo cho quá trình nghi lễ được trang nghiêm, thì yêu cầu mọi người là chấp hành nghiêm túc với ý kiến của trưởng đoàn cũng như là cái luật lệ giao thông, đảm bảo cho an toàn đi nơi đến chốn. Like this.
Trước hết thì xin thay mặt cho họ nhà trai, chúng tôi có gửi lời chào trân trọng nhất đối với họ nhà gái và chúc cho họ nhà gái sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng. Báo cáo với họ nhà gái thì hôm nay về với đoàn thì tôi cũng xin được giới thiệu, tôi là Hoàng Xuân Vĩnh, là bậc chú của cháu Đô và cũng là người đại diện của gia đình họ nhà trai. Tiếp theo thì cũng xin giới thiệu, đây là hai ông bà Hải Oanh, là cha mẹ thân sinh của cháu Đô. Còn đây là bà O, tức là em ông nội đấy. Và các bà O và bà O và ông chú. Dạ. Đồng thời thì bên nhà gái xin giới thiệu họ nhà gái cho bên đàn trai. Như thế là coi như là ông bà ngoại của cháu là đây, ở đây là ông bác, ở bên kia là ông bác, ở đây là bà bác dâu, ở đây là cha mẹ của cô dâu. Mà thưa con thứ hai họ, quý của ông chủ của bà, tôi được sự thống nhất của hai gia đình. Hôm nay là nhà trai cũng có trình bày qua cái lễ vật thì tôi cũng xin đại diện cho nhà gái xin nhận và chấp thuận. Thì xin thưa với họ nhà gái, thì trong quá trình thời gian tìm hiểu của hai cháu, đó là Duy Đô và Giang, thì cũng đã đến lúc chín muồi và hai cháu cũng mong muốn là về sống chung với một ngôi nhà. Thì thể theo nguyện vọng của hai cháu cũng như là được sự cho phép của gia đình họ nhà gái, thì hôm nay là ngày lành tháng tốt, thì họ nhà trai chúng tôi có sang bên họ nhà gái để xin thưa chuyện với họ nhà gái và cũng có một số lễ vật để sang báo cáo với để trước hết là ông bà tổ tiên, để sau đó rồi mừng với các cháu. Thì tôi cũng xin giới thiệu các cái thành phần lễ, thì báo cáo với họ nhà gái thì đây nó là cái lễ đen để phụ giúp với gia đình nhà gái. Thì sau đó là có 7 cái chác hoa quả, thì cũng mong muốn cho họ nhà gái là chấp thuận cho họ nhà gái chúng tôi. Mẹ của Đô, đây là mẹ của Giang, xin mời mở lễ vật. Thank you.
phía nhà trai cũng xin chân thành cảm ơn nhà gái đã có cái sự đón tiếp rất là chú đáo. Còn đối với hai cháu thì bây giờ cũng đã thành chưa thành nhà nhưng mà cũng là cơ bản là con của hai bên gia đình rồi, thì cũng dành cho hai cháu cố gắng làm sao như là đi sinh hoạt vô ngoài nói và sống cho nó chú tất của đôi bên gia đình. Xin hết ạ.
trẻ lề ra Trung Đô đang hiện diện bên nhau giữa bầu trời bình yên, đặc biệt trước sự chứng kiến của quý vị, tình yêu của các bạn trẻ chúng ta lại càng song sắc và thủy chung. Xin chúc mừng tình yêu của đôi bạn trẻ và cũng quả như những gì mà dân gian thường hay ca ngợi: cô dâu xinh quá trong Phật sinh, bên chú lệ hiền xinh lứa lại vừa đôi. Thật tuyệt vời. Giờ phút này xin mời các bạn trẻ hãy cùng cúi đầu kính chào đến quý vị quan khách. Xin mừng. Để quý vị để có được tình yêu son sắt thủy chung như ngày hôm nay, ngoài việc các bạn trẻ lệ ra Trung Đô đặt trao cho nhau trái tim yêu thương và hạnh phúc, những lời chỉ bảo chăm sóc từ phía hai gia đình là điều không thể thiếu trong thời khắc tình yêu đẹp nhất của đôi bạn trẻ. Giờ phút này cho phép ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng được kính mời quý song thân phụ mẫu của hai bên gia đình chúng ta cùng trở về với sân khấu tình yêu để hiện diện và chúc mừng cho thưa những người quý vị thật hạnh phúc biết bao khi giờ phút này quý hai gia đình chúng tôi, đặc biệt là đôi bạn trẻ lệ ra Trung Đô, những người hạnh phúc nhất cho tình yêu lứa đôi đã hiện diện tại sân khấu tình yêu. Và để cho buổi lễ phú quý của lệ ra Trung Đô xin phép được bắt đầu, trước tiên chúng tôi trân trọng kính mời hai vị đại diện của gia đình chúng tôi hãy cùng bước lên phía trước, bắt tay với nhau để thay lời cho hai gia đình chúng tôi trong mối tình không gian cũng như chúc mừng tình yêu của đôi bạn trẻ. Xin mời hai vị đại diện. Vâng, rất tuyệt vời, xin cảm ơn hai vị đại diện của hai gia đình chúng tôi. Kính thưa quý vị, chính cái bắt tay thân mật ấy đã gắn kết cho tình yêu của lệ ra Trung Đô cũng như tình thông gian của hai gia đình chúng tôi. Và trong niềm vui hoan thì giờ phút này ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng vượt quy mô buổi lễ phú quý của lệ ra và Trung Đô. Xin phép được bắt đầu. Vâng, xin chúc mừng tình thông gian của hai gia đình, chúc mừng tình yêu của đôi bạn trẻ. Kính thưa tập thể quý vị, người ta thường hay nói với nhau rằng nước biển mênh mông không bao giờ tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Niềm vui lớn nhất của những người làm cha làm mẹ là được chứng kiến con mình lớn khôn từng ngày trong vòng tay yêu thương, để rồi chính từ vòng tay yêu thương ấy tìm đến với nhau bằng hạnh phúc thủy chung. Ngày hôm nay quả là một ngày thật tuyệt vời cho tình yêu của lệ ra Trung Đô, khi mà đôi bạn trẻ của chúng ta đã trao cho nhau trái tim hạnh phúc. Đặc biệt quý vị đã hiện diện tại nơi đây để minh chứng cho tình yêu cũng như chúc mừng tình thông gia. Trong niềm vui giờ phút này, xin trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những lời tâm tư tình cảm từ phía vị đại diện cho họ nhà gái, cũng chính là gia đình ông bà chủ ngôi ngày hôm nay sẽ đại diện cho hai gia đình chúng tôi trong mối tình thông gia có lời chào, lời cảm ơn và lời chúc mừng. Xin trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Thưa con bên họ hai họ, bà con cô bạn người ngoài xa gần, cùng anh em bạn bè những người gần xa, trước hết thì chúc cho toàn thể các công đường có một sức khỏe dồi dào. Thưa ông trưởng, được sự nhất trí của hai gia đình, hôm nay họ nhà gái có tổ chức ngày lễ vu quy cho hai con Lệ Giang và Trung Đô. Vì trước đây ông cha đã nói trai lớn lên thì có vợ, gái lớn lên thì có chồng, đó là điều cần mình được hết. Thì mong rằng cho hai con hai cháu được hạnh phúc với nhau để vui tâm. Thì họ bên hôm nay là ngày lễ vu quy của Lệ Giang và Trung Đô, gia đình Công Nghĩa bà Chi có tổ chức lễ vu quy cho hai con đó. Thì cũng là đến thế hết mời các bà con ngon miệng và chúc có bài thi chúc mừng cho hai con được thành công. Thân nữa thì hơi bụng chúng ta có một bọn cải có tung hơi bụng ra một chút em không có tụi tình hình cảm nha để mà hình dân cái người cải phát trước mặt nhưng mà tôi cũng có thế sự thật thì chúng tôi cảm động lên hơi bụng ra một chút khi mà xin cảm động để ông trường toàn bộ.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những lời phát biểu các tình từ phía về đề gì cho họ nhà gái cũng là gia đình ông bà chủ hôn ngày hôm nay, và cũng chính là ông ngoại thân yêu của cô Lưu Lệ Giang của chúng ta trong niềm vui hoan đã thay lời cho hai gia đình chúng tôi trong mối tình không gian. Và trong niềm vui hoan thì giờ phút này xin mời Lệ Giang Trung Đô hãy cùng tay trong tay trở về với các bánh nguyên ương để cùng chung tay chia ngọt sẻ bùi cho hạnh phúc tình yêu. Xin mời các bạn trẻ. Đi xin dâu lễ cưới cho cháu Đô thì đại diện gia đình gia tộc nội ngoại đôi bên lễ thắp hương kính mời các cô ông bà gia tiên phổ công phổ địa thần linh về để phù hộ Đô thị cho buổi đi xin dâu cũng như lễ cưới thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. I don't wanna close my eyes, I'm feeling so alive. I try to find the words, but no words can say what my heart is feeling. I just wanna stop the world from spinning, slow it all down for a minute so that I can take it in. I can take it in.
diện cho bên họ nhà gái, họ nhà tao xin kính chào họ nhà gái theo phong tục. Bây giờ đến giờ tốt, họ nhà tai có lễ vật là xì rượu với đĩa trầu sáng để làm thủ tục xin dâu cho cô dâu về làm dâu bên họ nhà tai cũng như bên gia đình ông Hải Bảo Anh. Thì có một cái lời rất là chân tình, xin chân thành cảm ơn và làm thủ tục để cho hai cháu về xây dựng gia đình hạnh phúc trăm năm. Xin cảm ơn. Thưa quan viên hai họ, bà con cô bác, có hôm nay cũng là ngày lành tháng tốt, thì gia đình họ nhà trai có tới trầu chân rượu để đến họ nhà gái để xin được dâu. Không có gì hơn thì họ nhà gái xin cảm ơn. Họ nhà gái được khi con cháu đi ra làm dâu của nhà họ Đinh thì để nội ngoại cha mẹ nội ngoại của bên nhà gái để cho cháu món quà. Nên thôi trước hết thì cha mẹ đẻ của cô dâu có gì tôi có gì để là cho cháu được khi ra làm dâu của nhà người. Thân gầy và mưa dãi nắng biển rộng trời cao làm sao lấy thước đo lường nào con đâu hiểu bao buồn lo dẫn chim môi coi như là quà của ông nội bà nội để lại cho tao luôn, coi như là một cái vật quà tuy nó tỷ giá rất ít nhưng mà đây là cái mang tính chất là của một gia tộc, cho nên các con cố gắng giữ gìn trong càng cần càng tốt. Thank you.
taking out the box from where I stay. Am I wrong for saying that I choose another way? I ain't trying to do what everybody else doing, just 'cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I call home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel. But that's just how I feel. Ông Gạc Ba, kính thưa các vị đại diện gia đình nhà gái, như thế là giờ lành, ngày lành tháng tốt, năm đẹp, là họ nhà trai, gia đình ông Hải Bảo Anh đã vui mừng đón cháu Giang về đây để nhập phòng, cũng như báo cáo gia tiên làm dâu của họ Đinh, cũng như là làm con dâu ngoan, con ngoan của gia đình ông Hải Bảo Anh, như thế là rất phấn khởi. Được đại diện đầy đủ bên đằng họ nhà gái, bên gia đình thì gia đình họ nhà trai cũng gia đình ông Hải Bảo Anh rất là cảm ơn, chúc sức khỏe và chúc hạnh phúc cho hai cháu cũng như tình nghĩa thông gia bền lâu thơm đẹp của hai gia đình. Xin cảm ơn họ nhà gái chúng tôi, xin chân thành cảm ơn họ nhà trai đã đón tiếp họ nhà gái. Thưa quý cô ông, quý cụ bà, bác, chú, cô, dì, cậu, mợ, hôm nay là ngày lành tháng tốt, đến gia đình họ nhà trai họ đến được dâu ở bên họ nhà gái, không có gì hơn thì chẳng qua hôm nay là ông cha đã nói con trai là định, con trai là lấy vợ mà con gái là lấy chồng, thì mặc dù thì giờ bây giờ hiện là trước mắt là con gái của nhà họ Lê đã chính thức là về làm dâu của con nhà họ Đinh của ông bà Hải, thì mong bác chú cô dì là bước đầu là cháu tuy là lớn nhưng mà còn là hơi ngại ngùng thì về làm dâu bước đầu thì có gì thiếu sót thì mong quý ông quý bà bạc chủ có gì giúp đỡ, tạo điều kiện giúp đỡ cho cháu. Rồi có xin hết lời cảm ơn. My
họ nhà trai cũng như gia đình xin cảm ơn thông gia bà con về làng giềng bạn hữu thân gần đã tặng quà cho cô dâu chú rể trong cái ngày cưới, thì rất cảm ơn, chúc sức khỏe một lần nữa, cả vô cùng cảm ơn. Kính thưa các ông các bà hai họ, hôm nay là ngày lắng tốt thì hai gia đình tác hợp cho hai con thành lập gia đình, thì hai con rất là xúc động và có rất nhiều rất là cảm xúc, rất muốn nói nhưng mà con hai con xin cảm ơn hai ba mẹ của hai nhà đã quan tâm tạo điều kiện cho chúng con có một cái ngày vui ngày hôm nay. Thì con xin hứa sẽ làm tròn bổn phận người con trong gia đình cũng như là người rể của bên nhà ngoại, và hai vợ chồng con sẽ là xây dựng một gia đình hạnh phúc để cho bố mẹ và gia đình được yên vui. Do
make me wanna say I do, I do, I do, I do, I do, I do. Tell me, is it only me? Do you feel the same? You know me well enough to know that I'm not playing games. I promise I won't turn around and I won't let you down. You can trust I've never felt it like I feel it now. Baby, there's nothing we can't get through. So can we say I do? Bắn mũi tên cái đùng, anh nghe hai tay lùng bùng, nghi là trúng thiên sát ái tình mà thiệt trúng tùm lum. Nhà anh không có dầu, anh đi xe lèo tèo, em không chở anh bèo, vậy thì ngồi lên xe anh đèo. Đi trên đường băng qua phố phường nhiều vấn vương, đi qua một mùa dài yêu thương. Yeah, you better know where you're going.
ta quá chịu chơi. Tiếng nổ vang ai đám cưới qua mời, thì khăn đóng áo dài đi nhậu ké mừng cô sáu đầu xuân thêm chú rể. Bên gia đình anh tám có cô dâu, hai ông bà hạnh phúc hết như nhau. Hai té đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn trai, chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè nè anh tám tôi mời anh một chén, nè cô sáu cùng ly ta rót đèn. Riêng ly này tôi chúc trao tầng la, riêng ly này tôi chúc khai giai nhân, chúc hết làng ta đều ăn tết cái rần rần. Vô xin mời cô bán, ta cùng giải khát cứ uống mừng. Xuân sang quê mình khang trang, tưng bừng gà cưới khiến chúng tôi cũng rộn ràng. Cô nào ở quá, anh nào mà ở giá năm mới mừng ăn ra. Tôi thề sống pha qua nhà mai mối cho ấm thêm cái tình già. Uống ly này ly tôi hết rồi đây, đám cưới vui ai đâu có là đầy. Nè anh tám nhìn hoài chi chỉ sao già, cùng ly với bà xuôi đi cái đà. Xuân năm này anh đám cưới cho con, sang năm rồi anh cưới tiếp cho vui. Xuân của lòng ta là không có tuổi già. Ta vô đi, ngồi chiêu buồn quá vậy. Uống đi nè, uống như tôi nè, một hai ba giờ. Xin chúc cho đàn trai, chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè nè anh tám tôi mời anh một chén, nè cô sáu cùng ly ta rót đèn. Riêng ly này tôi chúc trao tầng làng, riêng ly này tôi chúc khai giai nhân, chúc hết làng ta đều ăn tết cái rần rần. Mời cô bán, ta cùng giải khát cứ uống mừng. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chú rể là ai? Và sau một ngày mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Chàng tình yêu mình chia sát bao vui buồn, ta bên nhau tới đầu bạc răng long, ngày cưới hạnh phúc. Ngồi viết thiệp cưới mà em như mơ, ngồi ngắm anh cưới lòng em vui thẫn thờ. Sau bao nhiêu tháng năm đợi chờ, giờ em rạng rỡ vây cưới cô dâu. Nụ cười mẹ cha nao nức trẻ thơ, bạn bè chúc phúc lòng anh bao bất ngờ. Anh hạnh phúc như chưa bao giờ, nguyện bên em xây ngôi nhà ước mơ. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chú rể là ai? Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sớt bao vui buồn, ta bên nhau tới đầu bạc răng long, ngày cưới hạnh phúc. Thank you.
chúc phúc lòng anh bao bất ngờ. Anh hạnh phúc như chưa bao giờ. Nguyện bên em xây ngôi nhà ước mơ. Đám cưới, đám cưới, anh là cô dâu. Đám cưới, chủ rể là anh. Và sau này mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi sinh. Hạnh phúc, hạnh phúc, ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Chẳng tình yêu mình chưa dắt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chủ rể là anh. Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi sinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Trên con đường đi ngập tràn tình yêu mình chia rớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Quá